12 công ty liên quan đến quân sự Mỹ Hàn, Trung, Nhật ấn định thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tác động ngoại giao, quân sự sau khi ba nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine Nga gần như sẽ không chấp nhận thỏa thuận hòa bình dù cho Ukraine đề xuất. Tiết lộ cách UAV của Ukraine bắn cháy xe tăng T-80 của Nga. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, một loạt công ty liên quan đến quân sự Mỹ đã bị Trung Quốc liệt vào danh sách trừng phạt để đáp trả việc Mỹ trang bị vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc và các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc. Cụ thể, Trung Quốc đã đóng băng tài sản 12 công ty quốc phòng Mỹ và cấm nhập cảnh đối với các giám đốc điều hành cấp cao của những công ty này. Song song với đó là những biến động địa chính trị trên thế giới đang diễn ra ngày càng căng thẳng. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với 12 công ty thuộc Tập đoàn Quốc phòng Lockheed Martin, Raytheon và General Dynamics của Mỹ, cũng như giám đốc điều hành các công ty này, để đáp trả việc Mỹ trang bị vũ khí cho Đài Loan và các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng các loại tài sản di chuyển, bất động sản và các loại tài sản khác ở Trung Quốc, cũng như cấm nhập cảnh đối với các giám đốc điều hành cấp cao. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ 22 tháng 5 trong một tuyên bố, bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ đã đặt bừa bãi các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với một số thực thể Trung Quốc trên cơ sở cái gọi là các yếu tố liên quan đến Nga. Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ đã phớt lờ lập trường khách quan trong cuộc khủng hoảng Ukraine, thay vào đó tham gia vào hành động bắt nạt đơn phương và ép buộc kinh tế. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và các thông cáo chung giữa hai nước đồng thời làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Theo hãng tin Bloomberg, các biện pháp trừng phạt như vậy phần lớn mang tính biểu tượng bởi các công ty trên nhìn chung không làm ăn ở Trung Quốc. Tuy vậy, diễn biến này cho thấy tình trạng căng thẳng giữa hai quốc gia trên. Hồi đầu tháng 5, Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với gần 300 công ty và cá nhân, gồm cả ở Trung Quốc, vì cáo buộc hỗ trợ kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin các lệnh trừng phạt của họ nhắm vào những thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp thiết bị công nghệ, sản xuất và hàng không vũ trụ lưỡng dụng cho các thực thể có trụ sở tại Nga. Theo hãng tin Reuters, có 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông bị nhắm tới. Mỹ đã cảnh báo các quan chức hàng đầu Trung Quốc rằng Bắc Kinh phải ngăn chặn việc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự cho Nga, mà có thể được dùng cho chiến dịch ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi né lệnh trừng phạt và hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp, quân sự cũng như các chương trình vũ khí sinh học, hóa học của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào những bên tham gia cung cấp vật liệu cho Nga để sử dụng trong chất nổ. Tuy nhiên, thời điểm đó, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết, chính phủ Trung Quốc giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng phù hợp với luật và quy định, đồng thời khẳng định các hoạt động tương tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung, Nga, tuân theo các nguyên tắc thị trường và quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trong một cuộc họp báo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim tae cho biết Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 26 tháng 5 trước khi hội nghị ba bên diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Ba quốc gia láng giềng đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên từ năm 2008 để tăng cường hợp tác khu vực, nhưng sáng kiến này bị gián đoạn do mâu thuẫn song phương và đại dịch COVID-19. Theo ông Kim Thê Hiêu, hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận 6 lĩnh vực hợp tác gồm kinh tế và thương mại, phát triển bền vững, các vấn đề y tế, khoa học và công nghệ, quản lý an toàn và thảm họa, giao lưu nhân dân, đồng thời đưa ra tuyên bố chung. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo dự kiến còn trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như gặp gỡ doanh nhân và tham dự diễn đàn kinh doanh. Ông Kim Thê Hiêu cho rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ góp phần khôi phục và bình thường hóa hoàn toàn Hệ thống hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đồng thời tạo cơ hội để phục hồi động lực hợp tác thực chất và hướng tới tương lai của ba nước. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản gần nhất được tổ chức tại thành phố Thành Đô của Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Các cuộc thảo luận nhằm nối lại hội nghị được tổ chức nhiều hơn trong bối cảnh quan hệ Seoul và Tokyo nồng ấm trở lại sau khi vào tháng 3 năm 2023, Hàn Quốc thông báo sẽ bồi thường cho các nạn nhân mà không cần đóng góp từ phía các công ty Nhật Bản. Đây cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 3 năm 2023. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương và tăng cường hợp tác ba bên với Mỹ khi cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ ngày càng gay gắt. Bắc Kinh từng cảnh báo những nỗ lực của Washington nhằm lôi kéo Seoul và Tokyo có thể gây căng thẳng và đối đầu ở khu vực các nước châu Âu đã gặp khó khăn với chính sách về Trung Đông trong một thời gian rất dài. Quyết định của Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy về công nhận nhà nước Palestine chủ yếu phản ánh tình hình chính trị trong nước của các quốc gia này. Quyết định trên là đáng chú ý và sẽ có tác động ngoại giao, có thể gây áp lực lên các đồng minh để có lập trường cứng rắn hơn trong cuộc xung đột Israel Hamas. Tuy nhiên, cũng có thể nói rằng cho đến nay không có áp lực nào ngay cả từ Mỹ có tác động lớn đến thủ tướng Benjamin Netanyahu. Sau tuyên bố của ba nước châu Âu trên, Israel đã đáp trả bằng cách triệu hồi đại sứ ở ba nước về, cáo buộc ba nước này đã khuyến khích khủng bố với quyết định trên. Quyết định công nhận nhà nước Palestine có thể hữu ích và có ý nghĩa thực tế trong sự nghiệp của người Palestine về lâu dài. Tuy nhiên, ở châu Âu, phần lớn quốc gia vẫn không muốn đi xa hơn trong vấn đề liên quan Israel và Palestine. Ở Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy, sự ủng hộ dành cho nhà nước Palestine có tác động tới cử tri nói chung và không bị phản đối về mặt chính trị. Tuy nhiên, ở các quốc gia châu Âu khác thì không như vậy. Mặc dù ủng hộ giải pháp hai nhà nước chung sống hòa bình về lâu dài, nhưng Đức vẫn nhất quán ủng hộ Israel, Hungary, Ba Lan, Anh và các nước khác cũng có quan điểm tương tự. Do đó, tác động chính sau khi ba quốc gia kể trên công nhận nhà nước Palestine nằm ở vấn đề hỗ trợ quân sự. Chính phủ Anh đang chịu áp lực phải xem xét vấn đề pháp lý khi bán vũ khí cho Israel để xem việc này có vi phạm luật pháp quốc tế hay không nhưng áp lực này cũng phần lớn là những vấn đề trong nước ở anh trong một thời gian dài các chính phủ châu âu chủ yếu coi trung đông đặc biệt là israel là đối tượng mà mỹ phải đối mặt một phần là do các hoạt động quân sự của mỹ trong khu vực các nước châu âu đơn giản là không có ảnh hưởng lớn trong khu vực này trung đông không phải là nơi khiến người châu âu quan tâm nhiều cho tới khi xảy ra làn sóng di cư ồ ạt từ đây vào châu âu sau sự kiện mùa xuân ả rập trước đây liên minh châu âu đã gửi một lượng lớn viện trợ nhân đạo vào các vùng lãnh thổ của palestine và ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Ủy ban châu Âu đã có phản hồi sau khi ba quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Liên minh châu Âu có cam kết lâu dài đối với tầm nhìn về một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền, sống cùng Israel trong hòa bình và an ninh. Liệu sự kiện mới nhất này có đẩy nhanh tiến trình hòa bình nào hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Đây không phải là một nỗ lực phối hợp của toàn châu Âu. Na Uy không phải là thành viên của Liên minh châu Âu và khả năng toàn bộ liên minh này đều có hành động như Ireland và Tây Ban Nha dường như cực kỳ khó xảy ra. Ngày 22 tháng 5 phát biểu sau khi Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy cho biết sẽ công nhận nhà nước Palestine trong tháng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nêu rõ một nhà nước Palestine độc lập vẫn là mục tiêu vững chắc trong chính sách đối ngoại của Đức. Đồng thời nhấn mạnh cần có một quá trình đối thoại để đạt được mục tiêu đó. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho biết Paris đánh giá các điều kiện để chính thức công nhận Palestine là một nhà nước vẫn chưa được đáp ứng. Ông Séjourné chia sẻ đây không chỉ là vấn đề mang tính biểu tượng hay vấn đề về lập trường chính trị, mà còn là một công cụ ngoại giao cho giải pháp hai quốc gia cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Cho tới nay, đã có 8 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, gồm Slovakia, Bulgaria, Cộng hòa Ship, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Romania và Thụy Điển công nhận nhà nước Palestine. Cũng trong ngày 22 tháng 5, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric đã khẳng định Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tiếp tục nỗ lực theo đuổi giải pháp hai nhà nước. Theo đó, Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người Palestine. Vừa qua Na Uy cho biết, nước này sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế nhập cảnh từ Nga, đồng thời những người có thị thực du lịch do Na Uy cấp trước khi các quy định được thắt chặt và một quốc gia châu Âu khác cấp sẽ bị cấm nhập cảnh vào quốc gia Scandinavia này. Theo đó, kể từ ngày 29 tháng 5, hầu hết khách du lịch Nga sẽ không thể vào Na Uy. Quốc gia có trung đường biên giới dài 198 km với Nga ở Bắc Cực. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh Công cộng Emily Engerme nêu rõ, quy định thắt chặt các quy định nhập cảnh phù hợp với cách tiếp cận của Na Uy là sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trong các phản ứng chống lại hoạt động quân sự của Nga nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, đối với những công dân Nga đến Na Uy với mục đích thăm người thân hoặc đến Na Uy để học tập, làm việc thì vẫn có thể được nhập cảnh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích động thái của Na Uy cảnh báo Nga sẽ đáp trả. Ông Peskov nói, đó là quy định mang tính phân biệt đối xử. Chúng tôi không thể chấp nhận những quy định như vậy và cảm thấy đáng tiếc khi giới chức Na Uy chọn hướng đi làm suy giảm hơn nữa quan hệ song phương. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Nga không có ý định cấm nhập cảnh với công dân Na Uy. Nhưng điều này không đồng nghĩa Nga sẽ không có biện pháp đáp trả. Na Uy là thành viên NATO và có chung đường biên giới dài gần 200 km với Nga ở khu vực Bắc Cực. Mối quan hệ hai nước đã xấu đi đáng kể sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine. Dù không phải là thành viên Liên minh châu Âu, Na Uy đã áp dụng gần như toàn bộ các biện pháp trừng phạt mà Bruxelles áp với Nga. Tháng 8 năm 2023, Nga coi Na Uy là quốc gia không thân thiện. Trong khi đó, chính phủ Na Uy thông báo thêm chính quyền Na Uy đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại các cửa khẩu, trong đó có Stockholm, cửa khẩu biên giới trên đất liền duy nhất giữa Nga và Na Uy và sẵn sàng hành động khi cần thiết. Ngoài ra, một số nước giáp biên giới với Nga như Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia và Phần Lan đã hạn chế nhập cảnh đối với du khách Nga. Cũng theo RIA, Na Uy là quốc gia đầu tiên ban hành lệnh cấm đối với toàn bộ du khách Nga thay vì chỉ hạn chế như các nước châu Âu khác. Hiện nay, giới chức lãnh đạo Ukraine bắt đầu nói về những lợi nhuận đạt được của một thỏa thuận ngừng bắn theo định dạng Minsk trước đây và nếu đạt được, nó sẽ làm Minsk 3. Xem xét tình hình đang phát triển ở tiền tuyến, nhiều chính khách của Ukraine và phương Tây lên tiếng ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow và mong đợi một thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo. Nhà khoa học chính trị người Ukraine Ruslan Boknik đã bày tỏ trên blog video của mình rằng khi Ukraine tiến được đến Minsk 3 với một số điểm tương đồng như các thỏa thuận Minsk 1 tháng 9 năm 2014 và Minsk 2 tháng 10 năm 2015 trước đây được ký kết ở thủ đô Belarus, nó sẽ có lợi cho chính quyền Kiev. Ngừng bắn ở thời điểm này vừa giúp Kiev giữ được các vùng lãnh thổ còn lại, vừa có thêm thời gian quý báu để xây dựng lại quân đội, chuyển đổi dứt khoát và mạnh mẽ sang mô hình NATO, khắc phục những điểm yếu chí mạng về khả năng tác chiến so với Moscow. Nhưng vấn đề cực kỳ quan trọng là làn danh đỏ trong việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine đã bị phá vỡ và trong tương lai, Kiev có thể nhận được những vũ khí hiện đại hơn nữa, tầm bắn xa hơn nữa, mà đó chính là yếu tố then chốt khiến Nga chiếm ưu thế tuyệt đối trước Ukraine. Theo giới phân tích Nga, một thỏa thuận hòa bình như vậy sẽ có lợi cho Kiev và chắc chắn sẽ không làm Moscow hài lòng bởi lực lượng vũ trang Nga hiện đang chiếm ưu thế trên chiến trường, còn quân đội Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn chưa từng có. Có thể nói rằng đây là thời điểm thuận lợi nhất để Moscow đạt được hai mục đích cơ bản của mình khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt là giành quyền kiểm soát toàn bộ bốn vùng lãnh thổ đã tuyên bố sáp nhập là Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và phá hủy tiềm lực quân sự của Ukraine. Nếu để cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi, củng cố lực lượng, tiếp nhận thêm vũ khí trang bị, đặc biệt là các vũ khí tầm xa của Mỹ và NATO, thì sau này Nga sẽ càng gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được mục đích của mình, thậm chí là sẽ hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Hồi tháng trước, khi được hỏi liệu Moscow có cảm thấy Kiev có sẵn sàng đàm phán hay không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Không, chúng tôi không cảm nhận được điều đó. Ukraine lâu nay vẫn tuyên bố muốn lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea vốn đã sáp nhập về nga vào năm 2014. Đồng thời yêu cầu mọi binh sĩ nga phải rời khỏi lãnh thổ của mình. Kiev đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán quốc tế về lập trường của mình, đó là loại trừ nga." Nga cũng khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào đều phải có sự tham gia của Moscow nếu không sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Chuyển sang diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine được đánh giá có thể tiến hành các cuộc tấn công từ trên xuống nhằm vào điểm yếu của xe tăng của Nga và gây ra tổn thất cho đối phương các cơ sở của Ukraine cho biết đã sản xuất hơn 100.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV mỗi tháng cho quân đội nước này. Các cơ sở của Ukraine đã sản xuất hơn 100.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV mỗi tháng cho quân đội nước này. Điều đó tức là đã có rất nhiều UAV được sản xuất. Mỗi UAV nặng chỉ vài kg và chỉ mang được một quả lựu đạn nặng khoảng vài trăm gram. Vì thế, trong khi 100.000 UAV đồng nghĩa với rất nhiều chất nổ, thì nó không phải phương tiện sở hữu hỏa lực hạng nặng. Các FPV vô cùng nguy hiểm với bộ binh, nhưng các xe bọc thép thì có thể tránh được các cuộc tấn công của FPV và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi. Có vẻ như các đội máy bay không người lái của Ukraine đã tìm ra cách nào đó để tăng cường khả năng phát nổ của một máy bay không người lái FPV. Hãy xem trường hợp xe tăng T-80 của Nga tiến về phía phòng tuyến của Ukraine ở khu vực Donetsk gần đây. Khi một UAV giám sát của lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine quan sát từ trên cao, một máy bay không người lái FPV đã lao qua chiếc T-80 nặng 46 tấn với các lớp giáp phản ứng được bổ sung cũng như màn hình chống UAV rồi sau đó quay lại. Chiếc FPV đã lao về phía T-80. Thông thường, một cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV vào xe tăng sẽ gây ra thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên lần này, chiếc T-80 đã phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa lớn, tách tháp pháo ra khỏi thân xe tăng. Liệu có phải đội FPV của Ukraine đã gặp may, hay có công nghệ mới nào đang hoạt động? Chen Telenko, cựu kiểm toán viên chất lượng của cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng Mỹ nhận định, tôi bắt đầu tự hỏi liệu các nhà chế tạo FPV của Ukraine có mượn ý tưởng từ RBS-56 của Thụy Điển hay không. RBS-56 là tên lửa chống tăng do công ty Bofors của Thụy Điển thiết kế, mang đầu đạn nặng hơn 11 kg, được kích hoạt bởi các cảm biến ở mặt dưới tên lửa, phát nổ hướng xuống thay vì hướng về phía trước. Phương pháp tấn công từ trên xuống này nhằm vào lớp giáp mỏng ở phía trên xe tăng. Chiếc FPV làm nổ tung chiếc T-80 dường như đã xuyên qua thân xe tăng từ phía trên và đâm vào kho đạn của nó, gây ra một vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ. Nhà quan sát Telenco lưu ý, một cách làm đơn giản, nhưng lại khiến FPV trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Chuyên gia Telenco không phải chỉ suy đoán, Ukraine đã nhận được từ các đối tác nước ngoài hàng nghìn tên lửa chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo, NLAVK, nặng hơn 11kg, giống như RBS-56, một sản phẩm của Bofors và mượn đầu đạn nổ hướng xuống của RBS-56 theo nhà sử học về vũ khí matthew moss có ít nhất một video lan truyền trên mạng xã hội mô tả quân đội ukraine tháo tên lửa khỏi bệ phóng nlav bị hư hại dường như để sử dụng đầu đạn trong một chiếc fpv việc kết hợp một chiếc fpv với đầu đạn nlavk sẽ rất thú vị ông moss nhận định rõ ràng quân đội ukraine không cần phải tháo các tên lửa nlavk được tài trợ ra để cung cấp cho đội máy bay không người lái của họ những đầu đạn phóng từ trên xuống ngành công nghiệp Ukraine hoàn toàn có khả năng sản xuất đầu đạn nổ hướng xuống. Nếu Ukraine áp dụng cách tiếp cận tương tự trong sản xuất đầu đạn mà họ áp dụng cho sản xuất máy bay không người lái, chế tạo nhiều loại khác nhau trong nhiều xưởng nhỏ, thì có thể không chỉ có một loại đạn trong máy bay không người lái phóng từ trên xuống, mà có thể có vài loại khác nhau trong kho vũ khí của Ukraine. Trong một thông cáo, hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, các phi công điều khiển Su-30SM thuộc Trung đoàn Tấn công Đường không của chúng tôi đã nhận được dữ liệu từ người điều khiển hệ thống trinh sát về việc phát hiện USB Ukraine hoạt động trên biển. Kết quả của các hoạt động tác chiến là tất cả khí tài đối phương bị phá hủy. Trong đoạn video được hãng tin TASS trích dẫn, tốp chiến đấu gồm hai chiếc Su-30SM đã lần lượt thả bom cũng như nã đạn từ súng máy lắp trên chiến cơ nhằm vào mục tiêu đối phương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các phi công đã điều khiển tiêm kích trở về căn cứ an toàn. Một phi công trong tốp điều khiển chiến cơ Su-30SM nói, việc phá hủy USV là nhiệm vụ khó khăn khi mục tiêu nhỏ và khó phát hiện trên biển. Đồng thời, bạn phải nhắm mục tiêu trong chớp mắt khi thực hiện việc bổ nhào của máy bay. Thời gian vừa qua, hạm đội biển đen Nga đã liên tục phải điều động khí tài xuất kích để ngăn chặn các mối đe dọa từ USV Ukraine. Ngay trong tuần trước, lực lượng Nga đã phát hiện ít nhất 3 nhóm tàu không người lái USV của Ukraine đang cố gắng tiếp cận bán đảo Crimea. Quân đội Nga cho biết các trực thăng tấn công của hải quân đã được triển khai để đối phó với mối đe dọa từ Ukraine và đánh chìm tổng cộng 15 USV. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ việc trên xảy ra vào chiều 16 tháng 5 giờ địa phương. Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã đánh chìm 11 tàu không người lái bằng súng. Thêm một chiếc USV khác được Ukraine điều đi trong vòng 1 giờ sau đó. Ngay sau đó, lực lượng Nga phát hiện thêm 3 chiếc USV khác đang tiếp cận Crimea. Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã ngay lập tức nhằm mục tiêu vào 3 chiếc USV này. Trong đoạn video dài gần một phút do phi hành đoàn trực thăng quay và chia sẻ trên Telegram cho thấy một số tàu không người lái của Ukraine đã bị phá hủy. Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển và trên không, cũng như sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ và các đồng minh cung cấp để tấn công Nga. Mới đây, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã hé lộ với truyền thông nước này về hệ thống xuồng không người lái USV được lắp phá phản lực phóng loạt. SBU cho biết loại vũ khí mới trên đã được các đơn vị của họ sử dụng để tấn công nhiều vị trí quân Nga nằm tại mỏm đất Kimbun, thuộc địa phận tỉnh Mykolaiv. Thông cáo từ SBU viết, giải pháp công nghệ này cho thấy những kết quả mạnh mẽ. Do vậy, nhiều bất ngờ mới đang chờ đợi đối phương. Tuy nhiên, thiệt hại do vũ khí mới gây ra cho quân đội Nga không được SBU tiết lộ. Theo thông tin từ tờ Kiev Independent, loại vũ khí được nhắc đến ở thông cáo trên là hệ thống USV CBB, lắp các ống phóng của pháo phản lực BM-21 Grad. SBU sau đó cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh chiếc USV được cho là đang hoạt động trên biển đen, nã 6 quả tên lửa. gia nằm trên một ngọn đồi cách Bắc Mút gần 7 km về phía tây, nơi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Phía bên kia gia là Konstantinovka, Gramatovsk và Slaviansk. Theo nhà phân tích quân sự Sergei Politev, vị trí địa lý của gia khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược, đó là thành phố này cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính nhiều kilômét, ông Politaev cho biết bên nào kiểm soát Chasovya sẽ nhận được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Do vậy rất khó để giành được thành phố này. Đây là một trung tâm phòng thủ. Bất kỳ bên nào kiểm soát Chasovya sẽ thực sự kiểm soát mọi thứ, bao gồm toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Donetsk. Chuyên gia Politaev lưu ý rằng khu vực Slaviansk, Kramatorsk, một dãy thành phố kéo dài vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Những thành phố này là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích quân sự Nga cho biết, để giành quyền kiểm soát Donbass, Nga cần phải giành được Chasovya. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc. Ngoại trừ kế hoạch quân sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Nga vẫn chưa tiến hành các hoạt động chiến lược có quy mô như vậy. Vì vậy, cần tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là kiểm soát Chasovya. Cũng liên quan đến giao tranh căng thẳng ở mặt trận này, kênh readovka nhận định sau khi chiếm được kleschivka cơ hội phát triển xa hơn của quân đội nga tăng lên gấp bội nhưng tất cả đều gắn liền với những sắc thái quan trọng lực lượng moscow có thể cố gắng chặn các tuyến đường từ konstantinovka nơi tiếp tế cho binh sĩ đồn trú của đối phương nhưng sẽ phải đối mặt với một lực lượng phòng thủ kiên cố ngoài ra còn có các lực lượng bao vây chasopja từ phía bắc thông qua việc đánh chiếm kalinovka và vượt qua kênh sevesky donetsk donbass sau đó họ có thể cắt nguồn cung cấp cho lực lượng kiev trong thành phố. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow có thể tiếp tục di chuyển đến các khu vực chính của Chazovya qua phần đất liền của kênh đào. Khi lựa chọn chiến thuật cho các hành động tấn công tiếp theo của Nga, cần phải xác định rõ ràng các ưu tiên, tính toán khối lượng nỗ lực chiến đấu và kỹ thuật trong tương lai, cũng như quy mô của kết quả mong muốn. Xem xét quy mô của các nguồn lực tham gia vào các cuộc tấn công, có cảm giác rằng quân đội Nga có thể chuẩn bị và dồn toàn bộ sức lực của mình cho một cuộc tấn công tổng lực vào Chasovya và thành công có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ông Andrei Belousov, Bộ trưởng Quốc phòng mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm, đã chia sẻ danh sách các ưu tiên mà ông sẽ thực hiện sau khi nhậm chức. Tại cuộc họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga, ông Belousov cho biết, chiến tranh và đảm bảo thanh toán kịp thời, cũng như hỗ trợ nhà ở cho quân nhân đều là những ưu tiên quan trọng không kém đối với ông với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ông Belousov nói trong phiên họp của các nhà lập pháp Nga vừa qua Tất nhiên, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là giành được chiến thắng và đảm bảo đạt được các mục tiêu chính trị quân sự của kế hoạch quân sự do tổng thống Putin đặt ra. Về mặt này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh, với tổn thất về nhân lực ở mức tối thiểu. Bộ trưởng Belousov, nhà kinh tế và cựu phó thủ tướng Nga cũng cho biết, tổng thống Putin đã chỉ đạo ông tích hợp lĩnh vực tài chính của quân đội Nga vào nền kinh tế đất nước. Điều này đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả chi tiêu quân sự. Ông Belousov nêu rõ, tôi muốn nhấn mạnh tối ưu hóa không có nghĩa là cắt giảm sâu rộng. Tối ưu hóa trước hết có nghĩa là tăng hiệu quả, để mỗi đồng rút tiền ngân sách mà người dân nộp thuế cuối cùng đều mang lại hiệu quả tối đa. Ông Belushov cũng đề cập đến việc cung cấp cho tất cả lực lượng Nga đang tham chiến ở Ukraine các thiết bị hiện đại, bao gồm đạn pháo, tên lửa, trang thiết bị cá nhân, thông tin liên lạc đặc biệt, máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Tất cả đều đòi hỏi phải lập kế hoạch tinh tế và đồng bộ một ưu tiên khác mà ông Belousov đề cập là phát triển các công nghệ mới để giành lợi thế cho các lực lượng Ukraine. Trước đây, cựu tổng tư lệnh Ukraine Valery Zalutny cũng cho rằng đột phá công nghệ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Ukraine. Thành công của ông Belousov trong việc lãnh đạo dự án phát triển máy bay không người lái quốc gia của Nga kể từ đầu năm 2023 có thể đã chiếm được cảm tình của Tổng thống Putin vì máy bay không người lái của Nga tiếp tục gây khó khăn cho quân đội Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và trong bối cảnh Nga đạt được những thành công hạn chế trên chiến trường. Bộ trưởng Belousov cũng cho biết vấn đề nhân sự là ưu tiên hàng đầu của mình. Mặc dù ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ không đề cập về việc huy động. Ngoài ra, ông Belousov cũng nêu ra tình trạng thiếu cơ sở y tế cho quân đội Nga. Ông nói, có những vấn đề liên quan đến sự sẵn có của các dịch vụ y tế do các tổ chức dân sự cung cấp cho quân nhân nga đang đẩy mạnh tiến công mặt trận phía đông và sử dụng nhiều những vũ khí hiện đại khiến quân đội ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường mặc dù chịu nhiều khó khăn nhưng quân đội ukraine nào cố gắng đáp trả nhiều đợt tiến công và tìm cách đối phó lại những vũ khí hiện đại của nga mới đây trong bài phát biểu buổi tối tổng thống zelensky nói tôi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt của hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia nsdc và bộ tham mưu của tổng tư lệnh tối cao với bí thư nsdc lisvinenko tổng tham mưu trưởng bahirevich phó thủ tướng bộ trưởng fedorov và bộ trưởng bộ công nghiệp chiến lược kamistin đó là về việc Ukraine sản xuất thiết bị chiến tranh điện tử, máy bay không người lái, chương trình tên lửa và các biện pháp đối phó của chúng tôi chống lại bom dẫn đường trên không của Nga. Trước đó, ông Roman Semenuka, phó lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Kharkov cho biết, ngày 20 tháng 5, các lực lượng của Ukraine đã mất khoảng 40% thị trấn Vopchan sau khi quân đội Nga tiến công từ phía Bắc. Bản đồ chiến trường nguồn mở do các nhóm độc lập thu thập cũng cho thấy Nga hiện kiểm soát phần phía Bắc của thị trấn. Vovchan, nằm cách biên giới Nga chỉ 8 km, đã trở thành mục tiêu chính trong cuộc tấn công mới của Moscow. Cả các quan chức Mỹ và Tổng thống Vladimir Putin đều khẳng định cuộc tấn công trên là một phần trong nỗ lực thiết lập một vùng đệm. Mục đích này, theo các nhà phân tích và chuyên gia, là nhằm đẩy các lực lượng của Ukraine khỏi khu vực biên giới nhằm ngăn cản Kiev, nhắm vào các thị trấn và thành phố của Nga bằng các hệ thống pháo các lực lượng của Nga sẽ cố gắng tiến xa hơn trong những tuần tới và cố gắng vạch ra một vùng đệm dọc biên giới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay trong cuộc họp với các đối tác phương Tây khác của Ukraine. Các lực lượng của Nga đã kiểm soát nhiều thành phố trong khu vực Kharkov, nhưng vẫn chưa giành được thủ phủ của khu vực này khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2022, trước khi Ukraine tuyên bố đẩy lùi lực lượng này vào tháng 5 năm 2023. Nỗ lực của Moscow nhằm giành được Kharkov diễn ra giữa bối cảnh phương Tây chia rẽ về cách thức hỗ trợ Ukraine, cũng như tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược của Kiev. Các lực lượng của Nga cũng di chuyển về phía Tây Vopchan và tiến thêm vào 8 km lãnh thổ Ukraine kiểm soát ở ngay phía Bắc Kharkov. Hiện nay, Moscow kiểm soát hơn 180 km vuông lãnh thổ trong khu vực này, đánh dấu thành quả lớn nhất kể từ cuối năm 2022. Các quan chức Ukraine trong những ngày gần đây cho biết tình hình trong khu vực đã ổn định nhờ việc tái triển khai khẩn cấp các đơn vị của Ukraine nhằm làm chậm cuộc tiến công của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn với AFP rằng các cuộc tấn công này có lẽ là đợt đầu tiên trong một cuộc tấn công lớn hơn được thiết kế để kéo căng quân đội Ukraine đang bị áp đảo về lực lượng và phá bình. Quân đội Ukraine cảnh báo Nga có thể mở một mặt trận mới xa hơn ở phía bắc Kharkov theo hướng thành phố Sumy. Các quan chức nhận định, Nga đang tập trung lực lượng dọc biên giới và tiến hành các chiến dịch bắn phá cũng như trinh sát ở khu vực này. Hệ thống S-400 của Nga được cho là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới. Nhưng trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, một số phương tiện đã bị phá hủy bởi những vũ khí phương Tây mà hệ thống này được cho là có thể đối phó. Các chuyên gia nhận định với Business Insider rằng S-400 là một hệ thống tốt nhưng cũng tồn tại một số điểm yếu mà Ukraine có thể khai thác. Frederick Mertens, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La Hay, cho biết chúng ta đều biết các tên lửa của Ukraine đang lọt qua với tỷ lệ có thể gây ra vấn đề cho Nga. Business Insider cho rằng mặc dù tổn thất hệ thống này tương đối hiếm, đặc biệt là so với những phương tiện khác như xe tăng và xe bọc thép, nhưng S-400 không phải lúc nào cũng đáp ứng kỳ vọng về khả năng của nó. John Hoen, một nhà nghiên cứu tại tập đoàn Rand chuyên nghiên cứu về tác chiến trên không cho biết, tôi nghĩ không quân Ukraine coi nó là một mối đe dọa đáng kể. Tuy nhiên theo ông, Kyiv đã tìm ra các biện pháp để đối phó với S400 và thậm chí còn phá hủy một vài hệ thống. Tháng 9 năm 2023, Kyiv thông báo đã phá hủy hai tổ hợp S400 của Nga ở Crimea, chỉ có năm hệ thống này ở đây trước khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự. Ukraine cũng công bố một video cho thấy quá trình phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga trong một cập nhật tình báo hồi tháng 11 năm 2023 nói rằng Ukraine có thể đã phá hủy ít nhất 4 hệ thống S-400 chỉ trong một tuần, trong khi truyền thông Nga nói rằng ba trong số những hệ thống này đang ở khu vực Lugansk. Chuyên gia Friedrich Mertens thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược La Hay tiết lộ các hệ thống S-400 dường như gặp khó khăn trong việc đánh chặn các mục tiêu là tên lửa đạn đạo. Một video được công bố hồi tháng 2 năm 2024 cho thấy một tên lửa Storm Shadow đã bay qua một hệ thống S-400 ở Crimea. Theo ông John Howen, nhà nghiên cứu tại tập đoàn RAND, có thể hệ thống này vẫn chưa được thiết lập nên radar của nó không hoạt động đúng chức năng hoặc Ukraine đã sử dụng tác chiến điện tử để đối phó. Mick Ryan, tướng lục quân Australia đã nghỉ hưu, đồng thời là một chiến lược gia quân sự nói, để đánh bại những hệ thống có khả năng cao như S-400, thì cần phải dựa vào cách tiếp cận những hệ thống đó. Đó không chỉ là việc phóng một vũ khí vào đó mà bạn phải loại bỏ tất cả những thứ bảo vệ nó, dù đó là những thiết bị cảm biến hay các vũ khí khác hoặc những hệ thống phòng thủ tên lửa, phòng không và chống UAV. Làm được điều này rất khó khăn, nó đắt đỏ và là một thách thức lớn khi nhắm vào mục tiêu. Tuy nhiên, ông Ryan cho rằng Ukraine với sự hỗ trợ từ các nước NATO đã trở nên tinh vi và bài bản hơn trong việc đối phó với những hệ thống có khả năng cao của Nga. Chuyên gia Hoen nói rằng Ukraine có thể tấn công một số hệ thống S-400 có lẽ là bởi những lỗ hổng trong mạng lưới của Nga hoặc có lẽ là do hệ thống này không được thiết lập đúng cách tạo ra khoảng trống bởi một số hệ thống như Panzer không đủ khả năng để bảo vệ và hỗ trợ S-400. Theo ông Hoen, Ukraine có thể áp dụng một số chiến thuật sáng tạo để tấn công và phá hủy những hệ thống tinh vi này của Nga. Ukraine đang cạn kiệt tên lửa Patriot và các tên lửa phòng không khác cũng như các tên lửa tầm xa mà nước này sử dụng để nhắm vào các trang thiết bị của Nga sau khi sự hỗ trợ từ Mỹ tạm dừng trong 6 tháng. Có thể thấy S-400 vẫn là một mối đe dọa với Ukraine. Chuyên gia Hohen nhận định bất kỳ tiêm kích F-16 nào mà Ukraine dự kiến nhận được từ các đối tác vào mùa hè này nằm trong tầm bắn của S-400 đều sẽ trở thành mục tiêu. Ông đánh giá việc phá hủy các hệ thống phòng không của Nga có thể là ưu tiên của các phi công Ukraine lái F-16 nhưng đối phó với các hệ thống S-400 vẫn là một thách thức lớn bởi chúng là mối đe dọa đáng kể nhất với các chiến đấu cơ này. Hãng tin al Majaden dẫn phát biểu họp báo của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tại thủ đô Amman của Jordani với người đồng cấp nước chủ nhà Ayman Safadi rằng một số chính trị gia châu Âu muốn đưa quân tới Ukraine, trong khi các chính trị gia châu Âu khác lại mơ tưởng đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân ông cảnh báo nếu phương tây triển khai quân tới ukraine như đề xuất của một số chính trị gia châu âu một cuộc giao tranh thế giới mới sẽ nổ ra nhà ngoại giao cảnh báo trong mọi trường hợp bước đi này sẽ đồng nghĩa với một cuộc thế chiến và những ai ở gần xung đột vũ trang sẽ phải trả giá cho bước đi này theo ngoại trưởng hungary quốc gia thuộc liên minh châu âu eu này đã mệt mỏi với những nỗ lực lôi kéo toàn bộ châu lục và thậm chí toàn bộ thế giới vào cuộc chiến chúng tôi mệt mỏi với cuộc thảo luận về khả năng triển khai bộ binh và sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Liên quan đến vấn đề này, ông Sergizato bày tỏ hy vọng tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong tháng 6, cử tri sẽ có thể gửi tín hiệu đến các chính trị gia châu Âu đang nói những điều vô nghĩa. Theo đó, về cơ bản, chính phủ Hungary cho rằng vấn đề xung đột và hòa bình sẽ được giải quyết tại các cuộc bầu cử này và yêu cầu ủng hộ các chính đảng theo quan điểm phản đối đường lối tiếp tục duy trì xung đột vũ trang ở Ukraine. Trong diễn biến liên quan tình hình xung đột ở Ukraine, cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown cho biết, các chỉ huy quân đội nước này sẽ thảo luận biện pháp hạn chế việc Kiev sử dụng vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Washington DC, tướng Brown nhấn mạnh, những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là đảm bảo rằng Ukraine có khả năng tự vệ, tập trung vào cận chiến và có thể sử dụng không chỉ những gì chúng tôi cung cấp mà cả những gì các nước khác cung cấp để có thể tự vệ và tạo ra tác động đến tình hình tiền tuyến. Theo tướng Brown, Ukraine sở hữu những khả năng tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga mà Mỹ không cung cấp. Nói rõ, các bạn đã thấy rằng họ cũng đang tấn công vào Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề này. Trước đó, hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington và Kiev nên tập trung cho các hoạt động cận chiến hơn là tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhà khoa học chính trị Kiev Konstantin Bondarenko cho biết trên kênh YouTube Politeka rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cảnh báo Ukraine rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ có thể chấm dứt nếu lực lượng vũ trang Ukraine không đạt được kết quả rõ ràng trong tương lai gần. Chuyên gia tin tưởng nếu chúng ta nói về ông Lloyd Austin và Mỹ thì giờ đây họ đang hướng về phía lãnh đạo Ukraine. Họ đang ngầm gửi một tín hiệu, các bạn thực sự có vài tuần để thể hiện ít nhất một số hiệu quả nào đó. Nếu hiệu quả này không tồn tại, nếu Ukraine tiếp tục chịu hết thất bại này đến thất bại khác, nếu phải rút lui xa hơn thì không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của Mỹ mà phải đưa ra quyết định liên quan trong quá trình đàm phán. Theo ông Bondarenko, đây là một quyết định đau đớn và không phổ biến đối với Kiev. Ngoài ra, các cuộc đàm phán và chấm dứt xung đột sẽ tước bỏ quyền lực của Tổng thống Zelensky và một bộ phận đáng kể giới tinh hoa Ukraine bị giật khỏi nguồn lợi thu được từ cuộc xung đột. Trước đó, trong cuộc họp lần thứ 22 của nhóm liên lạc về phòng thủ Ukraine, ông Austin đã gọi những tuần và tháng sắp tới là quyết định đối với Kiev. Trong khi đó, về phần mình, trả lời phỏng vấn trang tin PBS, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, nếu không có sự viện trợ của Mỹ, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông nhấn mạnh hỏa lực của Nga áp đảo Ukraine. Nhà lãnh đạo nói, hiện nay tỷ lệ đạn pháo của chúng ta so với Nga là 1-10, liệu chúng ta có thể giữ vững lực lượng? Không, cho dù kịch bản nào, thống kê này cho thấy họ sẽ đẩy lùi chúng ta mỗi ngày. Để bảo vệ 100% những gì chúng ta kiểm soát, chúng ta cần đưa tỷ lệ hỏa lực từ 1 10 thành 10 10. Ông cũng nói rằng lực lượng Nga không giới hạn về số người và lượng đạn pháo. Ukraine đang thiếu đạn dược và vũ khí phòng không nghiêm trọng sau 3 năm xung đột với Nga. Các hạ tầng quan trọng của Ukraine do vậy trở nên dễ tổn thương trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Trong bối cảnh đó, Kiev đề nghị các đồng minh, đối tác phương Tây nhanh chóng đẩy mạnh viện trợ, đặc biệt là những tổ hợp phòng không hiện đại. Lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov cho biết, ông đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin và đề nghị điều thêm lực lượng đến giúp Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đồng thời đang bức ảnh chụp chung với Tổng thống Putin và cho biết, ông đã thảo luận về các vấn đề cũng như triển vọng kinh tế của khu vực và mời lãnh đạo Nga đến thăm Chechnya. Ông cho biết hàng chục nghìn binh sĩ được huấn luyện và trang bị tốt từ lực lượng dự bị đã sẵn sàng chiến đấu cho Nga ở Ukraine nếu Moscow phát đi mệnh lệnh. Ông Kadyrov nói rằng tổng cộng có 43.500 binh sĩ Chechnya đã phục vụ ở Ukraine, trong đó có 18.000 binh sĩ tình nguyện. Ông cho biết, tôi cũng truyền đạt mong muốn của người dân và mời lãnh đạo quốc gia của chúng tôi đến thăm Cộng hòa Chechnya. Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine, ông Kadyrov đã phải nhận một số lệnh trừng phạt từ phương Tây vì ủng hộ Nga. Đặc nhiệm Chechnya trước đó cũng đã được triển khai đến tiền tuyến Ukraine để hỗ trợ binh sĩ Nga. Đích thân ông Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Trước đó, theo hãng tin TASS, ông Ramzan Kadyrov cũng đã thông báo trên Telegram về việc quyết định thu nhận chỉ huy Wagner mang mật danh Ratibo vào biên chế đơn vị đặc nhiệm Ahmad huyền thoại. Khoảng 3.000 cựu binh Wagner sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm này cùng ông ấy. Ông Kadyrov thông tin thêm, Bộ Quốc phòng Nga đã duyệt chỉ tiêu tuyển binh sĩ cho Chechnya nhằm thu nhận các cựu binh Wagner và lực lượng Akhmat. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya cũng nói các thỏa thuận và thủ tục khác sẽ được sắp xếp trong tương lai gần và các cựu binh Wagner sẽ sớm bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Ông Kadyrov mô tả việc thu nhận những chiến binh như vậy và lực lượng đặc nhiệm Akhmat là bước quan trọng về mặt chiến lược nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước Nga. Đồng thời tin rằng quyết định này sẽ sớm có tác động đáng kể đến các tiến triển trong kế hoạch binh sĩ của Nga. Ông Kadyrov là con trai của người từng giữ chức Tổng thống Chechnya trước khi bị ám sát trong vụ đánh bom tháng 5 năm 2004. Tháng 2 năm 2007, ông được Tổng thống Nga Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo nước Cộng hòa Chechnya. Ông Kadyrov đã bị Mỹ và Liên minh châu Âu EU đưa vào danh sách trừng phạt, vốn nhắm vào nhiều cộng sự thân cận của ông chủ điện Kremlin. Ông cũng đã nhiều lần phủ nhận thông tin nói rằng sức khỏe của ông không tốt và đăng những bức ảnh ông đang tập thể dục hay tham gia các cuộc họp để chứng minh chia sẻ với hãng tin Sputnik, ông Artyom Studenikov, vụ trưởng vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Chúng tôi xem lời lẽ ngày càng thách thức của Tổng thống Pháp, người không loại trừ khả năng gửi binh sĩ Pháp tới Ukraine, không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các đồng minh trong EU và NATO, cũng như bị đa số người dân Pháp bác bỏ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể không xem xét những tuyên bố này một cách nghiêm túc, bởi bản chất đây là những mối đe dọa được che đậy. Ông nói thêm, bạn đang hỏi về phản ứng ngoại giao tiềm tàng của chúng tôi. Nhưng rõ ràng trong trường hợp xảy ra kịch bản như trên, các biện pháp trả đũa sẽ vượt xa phạm vi chính trị. Chúng tôi đã cảnh báo Pháp về vấn đề này hơn một lần. Sau hội nghị với Ukraine do Paris đăng cai tổ chức vào hồi tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các nhà lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa binh sĩ tới Ukraine, nhưng không đạt được sự đồng thuận. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo nếu binh sĩ Pháp xuất hiện trong khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga. Đối với tôi, có vẻ như Paris đã có bằng chứng về điều này. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Brien tháng trước nói rằng lực lượng quân sự Pháp thực tế đã được triển khai ở Ukraine. Theo ông Brien, các lực lượng Pháp đã được triển khai để hỗ trợ lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slavyansk. Tuy nhiên, Pháp đã bác bỏ thông tin. Theo tờ New York Times gần đây, một số quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang thảo luận về khả năng đưa người sang Ukraine chính xác thì NATO cân nhắc đưa các nhà thầu và chuyên gia quân sự sang Ukraine cho công tác đào tạo binh sĩ cũng như bảo trì vũ khí. Tất nhiên, diễn biến mới tới lúc này vẫn chỉ dừng lại ở dạng cân nhắc và sẽ không ngạc nhiên nếu vài ngày tới sẽ xuất hiện các tuyên bố như không có kế hoạch đưa người của NATO tới Ukraine lúc này. Tờ Financial Times dẫn lời Thủ tướng Estonia Kazakalas hôm 20 tháng 5 cho biết quân nhân từ một số quốc gia thành viên NATO đang huấn luyện binh sĩ Ukraine tại nước này. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Điều này sẽ không dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga vì các quân nhân NATO đang tự chịu rủi ro khi làm việc ở Ukraine. Bà Kalas là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và chỉ trích các chính trị gia phương Tây do dự trong việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Liên quan đến những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất. Mới đây, Đức Pháp và Na Uy đã tuyên bố sẽ hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC nếu cơ quan này ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Netanyahu. Theo RT, trong ngày 22 tháng 5, phát ngôn viên chính phủ Đức Stephen Hebesche tuyên bố rằng Berlin sẽ ủng hộ quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong trường hợp cơ quan này ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Hebeste nói khi được hỏi liệu Đức có thực thi lệnh bắt giữ của ICC đối với Thủ tướng Netanyahu hay không, rằng tất nhiên là chúng tôi sẽ hợp tác, chúng tôi tuân thủ luật pháp. Bình luận của ông Hebeste được đưa ra sau khi đại sứ Israel tại Berlin, Ron Proser, kêu gọi chính quyền Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối động thái của công tố viên trưởng ICC. Ông Proser nói, những tuyên bố về quyền tự vệ của Israel sẽ không còn giá trị nếu chúng tôi bị trói tay, phía ICC đang đánh đồng Israel với Hamas, chính phủ Đức cần phải điều chỉnh lại điều này. Về phía Berlin, ông Hebesche từ chối đưa ra bình luận về đề nghị của đại sứ Israel, nhấn mạnh rằng Đức là quốc gia tham gia ICC và luôn ủng hộ mạnh mẽ các cơ quan đa phương. Cùng ngày, ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết nếu ICC ban hành lệnh bắt giữ với thủ tướng Netanyahu và các quan chức Israel, Oslo sẽ có nghĩa vụ thực thi lệnh này. Pháp và Bỉ trước đó cũng tuyên bố ủng hộ ICC. Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố Pháp ủng hộ ICC, sự độc lập của họ cùng cuộc chiến chống lại quyền miễn trừ trong mọi trường hợp. Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejunier rằng Paris sẽ hợp tác với ICC. Tôi hiểu những quan ngại của Israel, nhưng tôi tin quyết định về lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu sẽ chỉ được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng. Tất nhiên chúng tôi yêu cầu ICC không đánh đồng Israel với Hamas." Đây là sự khác biệt giữa một tổ chức cực đoan và một nền dân chủ tôn trọng luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Bỉ Hadja Labib đăng trên mạng xã hội X rằng những người gây ra tội ác ở giải Gaza phải bị truy tố ở mức cao nhất dù là ai đi chăng nữa. Đầu tuần này, Công tố Viên trưởng ICC Karim Khan đã xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan, cũng như hai lãnh đạo của Hamas là Chỉ huy quân sự Mohamed Deif và Thủ lĩnh Chính trị Ismail Haniyeh. Theo quan chức ICC, những nhân vật kể trên bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Cách tiếp cận của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đối với cuộc chiến ở Gaza đang khiến một số thành viên cả trong nội các chiến tranh và liên minh cầm quyền của ông bất bình và thậm chí ra tối hậu thư với Thủ tướng. Theo giới quan sát, diễn biến đáng chú ý này có thể tác động lớn tới vai trò lãnh đạo của ông Netanyahu cũng như cuộc chiến của Israel ở Gaza. Theo tờ The Times of Israel, ông Benny Gantz, một trong ba lãnh đạo nội các chiến tranh Israel và lãnh đạo đảng đối lập Israel, đảng xanh và trắng, chính là người đã ra tối hậu thư cho ông Netanyahu. Theo đó, ông Gantz kêu gọi chính phủ Israel lập kế hoạch 6 điểm về các mục tiêu chiến lược tại giải Gaza. Cảnh báo sẽ rời nội các nếu kế hoạch này không thành hình trước ngày 8 tháng 6. Ông Gantz còn nhận định rằng cuộc chiến tại Gaza trong những tháng gần đây đang đi chệch hướng vì sự hèn nhát của một số nhà lãnh đạo Israel. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng đang vấp phải quan điểm cứng rắn từ hai bộ trưởng trong nội các của ông lãnh đạo về cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Họ là Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar ben gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich. Ông Netanyahu cho rằng các thành viên nội các có quan điểm đối lập đang chơi trò chơi chính trị trong thời kỳ xung đột nhằm tìm cách kích hoạt các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân chỉ tập trung vào việc giành được chiến thắng toàn diện trước Hamas và giải cứu các con tin. Hiện nay, Ông Netanyahu dường như đang bị cô lập trong nội các chiến tranh có quy mô nhỏ hơn mà chính ông lập ra, nơi chỉ có ông, ông Gantz và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant có quyền bỏ phiếu. Trước đó, ông Gallant đã yêu cầu làm rõ kế hoạch hậu chiến cũng như kêu gọi ông Netanyahu đồng ý từ bỏ ý định triển khai quân đội tái chiếm đóng Gaza. Ông Gantz nói trong một cuộc họp báo, những toán tính mang tính cá nhân và chính trị đã bắt đầu xâm nhập vào thánh điện thiêng liêng của an ninh quốc gia Israel. Một nhóm thiểu số đã chiếm buồng lái của con tàu Israel và đang lái nó về phía bãi đá. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa trên của ông Benny Gantz khi nhấn mạnh tối hậu thư của ông sẽ gây hại cho đất nước. Theo đài CNN, tuyên bố của văn phòng này nhấn mạnh các điều kiện của ông Gantz phát đi thông điệp rõ ràng là chấm dứt xung đột và Israel chịu thất bại, bỏ rơi hầu hết con tin, không thể xóa sổ Hamas và dẫn đến việc thành lập một nhà nước Palestine. Song điều này sẽ gây áp lực mới lên ông Netanyahu, có thể làm gia tăng thêm căng thẳng với Mỹ và dấy lên những câu hỏi mới về việc một chính phủ như vậy có thể tồn tại được bao lâu. Reuters đưa tin phía Israel trong một tuyên bố gần đây nói rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành tấn công thành phố Rafah nhằm đánh bại các lữ đoàn cuối cùng của phong trào Hamas đang cố thủ tại đây. Theo lời kể từ người dân thành phố Rafah, các xe tăng Israel đã giành kiểm soát nhiều vị trí mới nằm dọc theo hàng rào biên giới phía nam giữa thành phố Rafah thuộc giải Gaza với Ai Cập và đang đóng quân tại rìa quận Jibna ở trung tâm Rafah. Một người dân giấu tên kể tình hình giao tranh bên trong Rafah cho Reuters như sau. Quân Israel đánh phá không ngừng suốt đêm từ máy bay không người lái UAV, trực thăng tiêm kích cho tới xe tăng. Các xe tăng Israel tiến về phía đông nam Rafah một cách hạn chế nhưng những khí tài này tiến lên với lớp hỏa lực yểm trợ suốt đêm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 22 tháng 5 trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X viết rằng các binh sĩ của họ đã vô hiệu hóa một nhân vật quan trọng của Hamas. Thông cáo của IDF viết Ahmed Yasser Ankara, một nhân vật thuộc lực lượng chống tăng của Hamas có liên quan tới vụ tấn công hôm 7 tháng 10, đã bị tiêu diệt. Nhiệm vụ tập kích người này đã buộc phải ngừng lại một lúc nhằm đảm bảo an toàn cho những thường dân có mặt tại địa điểm Ankara cùng hai thành viên Hamas khác xuất hiện. Hamas tới nay chưa bình luận về nội dung bản thông cáo của IDF, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào giải Gaza, nói rằng tuyến đường chính cung cấp viện trợ y tế khẩn cấp vào vùng này từ Ai Cập đã bị cắt đứt. Israel đã nắm quyền kiểm soát và đóng cửa cửa khẩu biên giới Rafah giữa giải Gaza và Ai Cập từ đầu tháng 5 làm gián đoạn tuyến đường quan trọng cho người dân và viện trợ ra vào vùng đất này. Israel cho rằng các cơ quan đã không hoạt động hiệu quả trong khu vực dẫn tới tình trạng tồn động nguồn cung cấp. Còn theo Tổng Giám đốc Tedros, chiến dịch của Israel ở Rafah đã ảnh hưởng đến 6 bệnh viện và 9 trung tâm y tế, đồng thời khiến 70 nơi trú ẩn không còn được trang bị các dịch vụ chăm sóc y tế. Ông nói, số lượt tư vấn hàng ngày đã giảm gần 40% và tỷ lệ tiêm chủng giảm 50% khoảng 700 bệnh nhân bị bệnh nặng đáng lẽ phải được sơ tán để chăm sóc y tế ở nơi khác, nhưng họ đang mắc kẹt trong vùng giao tranh. Theo đánh giá của các chuyên gia, hệ thống chăm sóc sức khỏe ở giải Gaza về cơ bản đã sụp đổ kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Tedros cho biết thêm rằng bệnh viện Al-Auda ở phía bắc của giải Gaza vẫn bị bao vây kể từ ngày 20 tháng 5 với 148 nhân viên và 22 bệnh nhân cùng những người đi cùng họ đang bị mắc kẹt bên trong. Ông nói giao tranh gần bệnh viện Kaman Adwan cũng ở phía bắc của giải Gaza cũng gây nguy hiểm cho khả năng chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện. Đây là hai bệnh viện chức năng duy nhất còn lại ở bắc của giải Gaza. Chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Litva mới đây đã triệu tập đại diện Nga yêu cầu giải thích dự thảo tính lại biên giới trên biển Baltic, trong khi Phần Lan bày tỏ bất ngờ về động thái này. Bộ Ngoại giao Litva mới đây thông báo triệu tập đại diện Nga để giải thích đầy đủ về dự thảo đề xuất một ngày trước từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Moscow cần tính toán lại tọa độ các điểm xác định đường biên giới nước này trên biển Baltic. Ngoại trưởng Litva Gabrielus Landsbergis cáo buộc Nga cố tình tạo ra sợ hãi, mơ hồ và nghi ngờ về những dự định của họ trên biển Baltic. Ông cũng cáo buộc diễn biến này là hành động leo thang trắng trợn nhắm vào NATO và EU cần bị đáp trả cứng rắn và thích hợp. Trước thông tin trên, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng ngay lập tức cho biết nước này đang kiểm tra thông tin trên các phương tiện truyền thông Nga về định nghĩa các vùng biển ở Vịnh Phần Lan. Nhà lãnh đạo Phần Lan khẳng định đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời cho biết Nga chưa liên lạc với Phần Lan về vấn đề này. Ngoại trưởng Phần Lan Elina Vantonen kêu gọi Nga nên tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis dự đoán trên trang Bloomberg rằng cuộc xung đột quân sự tiếp theo ở châu Âu sẽ nổ ra ở vùng Baltic, nhưng khi đó Nga đã không còn ưu thế áp đảo ở khu vực này. Trước đó, theo hãng tin Reuters, ngày 22 tháng 5, theo đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga Truyền thông nước này dẫn một dự thảo sắc lệnh chính phủ Nga về sửa đổi biên giới ở biển Baltic. Dự thảo đề ngày 21 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đề xuất điều chỉnh đường biên giới xung quanh các đảo của Nga ở phía đông vịnh Phần Lan và xung quanh Kaliningrad. Bộ Quốc phòng Nga viện dẫn một tài liệu năm 1985 được Liên Xô thông qua để lý giải cho đề xuất này. Bản tóm tắt dự thảo nghị định cho biết hành lang biên giới quốc gia của Liên bang Nga trên biển sẽ thay đổi. Theo trang tin RBC Nga dự định thay đổi tọa độ địa lý của các điểm xác định vị trí của các điểm cơ sở để đo chiều rộng lãnh hải vùng lân cận gần bờ biển và các đảo của Nga. Dự thảo nghị định không nêu rõ lý do tại sao Nga cần điều chỉnh biên giới trên biển Baltic cũng như liệu nó sẽ được điều chỉnh như thế nào và nếu có thì việc tham vấn với các quốc gia khác xung quanh biển Baltic ra sao. Đề xuất sửa đổi mới nhất của Nga cho rằng tọa độ địa lý được thiết lập theo nghị quyết của nội các Liên Xô năm 1985 không hoàn toàn tương ứng với tình hình địa lý hiện tại. Các điểm đã được cố định bởi các biểu đồ hàng hải quy mô nhỏ từ giữa thế kỷ 20, do đó không cho phép xác định ranh giới bên ngoài của vùng nội thủy Nga. Giáo sư lịch sử chuyên về Đông Âu và Liên Xô tại Đại học Yale, nước Mỹ, Timothy Snyder vừa so sánh xung đột nga ukraina trong 3 năm qua với thời kỳ ngay trước Thế chiến thứ hai. Ông cảnh báo về nguy cơ Thế chiến thứ ba cận kề hiện nay. Ông nói, chúng ta hiện đang ở giai đoạn năm 1938. Ông cho rằng Ukraine của năm 2024 giống như tiệp khắc của năm 1938. Trong khi đó, Kiev thường xuyên cảnh báo phương Tây rằng nếu Ukraine thất bại trước các lực lượng Nga thì các nước châu Âu sẽ kế tiếp trên danh sách tấn công của Nga. Ngay sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng nếu Ukraine không trụ vững thì châu Âu cũng sẽ không trụ vững được. Trong năm 2024, Tổng thống Nga Putin tuyên bố mọi thứ đều có thể xảy ra khi ông thảo luận về khả năng liệu một cuộc xung đột rộng hơn có bùng phát giữa Nga và các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Vào giữa tháng 3 năm 2024, ông Putin nói rằng địa cầu đang chỉ cách thế chiến thứ ba quy mô lớn một bước chân. Trong buổi họp báo lần đó, Tổng thống Putin cho biết thêm, tôi nghĩ chẳng ai mong muốn kịch bản này. Tháng trước đó, Tổng thống Belarus Lukashenko, đồng minh thân cận hàng đầu của ông Putin, cảnh báo thế giới một lần nữa đã bước tới miệng vực thẳm. Ông Lukashenko cho biết có cơ sở cho những mối quan ngại về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Và nước Nga trên thực tế đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, huy động các vũ khí chiến thuật như tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu vượt âm Kinza. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin liên tục dọa họ rằng mối nguy chiến tranh hạt nhân chiến thuật kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố họ chỉ đang đáp trả mối đe dọa an ninh chống lại nước Nga như là việc Tổng thống Pháp Macron từ chối loại trừ khả năng triển khai binh sĩ người Pháp tới Ukraine. Cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga có sự liên quan của Belarus cũng như các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng Ukraine ở Bắc Kharkov bắt đầu sử dụng các lô đạn pháo mới để ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga. Trả lời câu hỏi về nguy cơ xung đột hạt nhân ngày 22 tháng 5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, căng thẳng gia tăng tại châu Âu và xung đột ở nhiều khu vực trên toàn cầu đang làm suy yếu tính ổn định và khả năng dự đoán. Ông nói trong một cuộc họp báo, việc gia tăng hơn nữa những căng thẳng như vậy có khả năng gây nguy hiểm, trong đó có cả vấn đề hạt nhân. Ông nhấn mạnh thêm Tình hình đòi hỏi đối thoại sâu rộng để vận dụng các biện pháp chính trị và ngoại giao nhằm tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Nhưng đối thoại sâu rộng giữa những bên liên quan chính lại bị các quốc gia thuộc cái gọi là tập thể phương Tây từ chối. Xung đột Ukraine đã khiến mối quan hệ Đông Tây rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết, lực lượng của họ đã bắt đầu giai đoạn đầu của cuộc tập trận theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nhằm mô phỏng năng lực sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các nhà phân tích hạt nhân cho rằng, các cuộc tập trận của Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, được lên kế hoạch như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc giao tranh ở Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn New York Times hồi đầu tuần. Đây là lợi thế to lớn của họ. Việc sử dụng bom hàng ngày, sử dụng hệ thống S-300 là lợi thế lớn của họ. Nga đã tích lũy được khoảng 10.000 tên lửa S-300. Ông cũng lưu ý rằng trên thế giới có những loại vũ khí có khả năng đối phó các cuộc tấn công của Nga, nhưng Ukraine không có đủ chúng. Ông Zelensky giải thích về tình thế của Ukraine hiện nay. Có loại vũ khí nào trên thế giới để chống lại các cuộc tấn công của Nga hay không? Có. Có loại vũ khí nào tốt hơn những gì Nga có trong kho vũ khí không? Có. Ukraine có cả hai yếu tố này, nhưng có đủ số lượng và được cấp phép nhằm vào lãnh thổ Nga không? Không. Cũng theo ông, Mỹ và các đồng minh nên bắn hạ tên lửa Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine cũng như cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các nước NATO nên bắn hạ tên lửa Nga xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Thậm chí, ông Zelensky còn viện dẫn hành động Mỹ và Anh đã giúp Israel đánh chặn hàng loạt máy bay không người lái UAV và tên lửa được Iran dùng để tấn công Israel vào giữa tháng 4. Song Mỹ và Liên minh châu Âu, EU đều cho rằng hai tình huống này là hoàn toàn khác nhau. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mong muốn có thêm các hệ thống phòng không Patriot. Ông còn đặt câu hỏi liệu Kiev có thể nhận được 7 hệ thống này trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington diễn ra hay không? Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov được cho là rất thân thiết với Yevgeny Prigozhin, nhà lãnh đạo quá cố của lính Wagner khét tiếng, từng tham chiến và làm mưa làm gió ở Ukraine. Hai nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã tiết lộ thông tin trên với hãng tin Nga Dossier Center. Hãng tin này cho biết, mối quan hệ thân thiết giữa Belousov và Prigozhin đã được xác nhận thông qua lịch công tác cá nhân của cố thủ lĩnh Wagner cũng như kho lưu trữ thư điện tử của ông Belousov mà họ sở hữu. Hãng tin Nga cho biết, ông Belousov và Prigozhin đã có nhiều cuộc gặp mặt trực tiếp, gọi nhau bằng tên thân mật và có thể thoải mái thảo luận thân mật với nhau về tất cả các vấn đề. Sau đó, họ ra hiệu cho các nhân viên cấp dưới tổng hợp lại cuộc trò chuyện thành một báo cáo thực tế. Nguồn tin giấu tên cho biết các cuộc thảo luận về công việc của họ giống như những buổi họp mặt thân thiết của người nhà. Họ thảo luận một cách thân mật về tất cả các vấn đề, sau đó gật đầu với các nhân viên cấp dưới để tổng hợp mọi thứ thành một báo cáo thực tế. Theo Kiev Post, Wagner là lực lượng lính tư nhân có các hoạt động ở nước ngoài nhưng không được phép hoạt động ở Nga theo quy định. Cố thủ lĩnh Wagner Prigozhin từng là nhân vật thân cận với ông Putin. Tháng 6 năm 2023, ông Prigozhin từng phát động cuộc nổi loạn chỉ trích Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó là ông Sergei Shoigu. Hai tháng sau, ông Prigozhin và các lãnh đạo Wagner thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở Moscow. Nguồn tin giấu tên cho biết, ông Belousov không phải là gương mặt xa lạ với Bộ Quốc phòng Nga từ khi còn là cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga. Mọi đề xuất lên Tổng thống về chính sách kinh tế liên quan tới Bộ Quốc phòng luôn được ông Belousov xem xét. Khi trở thành Phó Thủ tướng Nga, ông vẫn tiếp tục đảm nhận công việc này. Ông Belousov chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào ngày 14 tháng 5 năm 2024. Nếu lý do ông Belousov được bổ nhiệm, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, trong bối cảnh ngân sách quân sự của Nga ngày càng tăng nhanh, việc tích hợp nền kinh tế của quân đội vào nền kinh tế quốc gia là rất quan trọng. Ông Peskov nói, ông Belousov không chỉ là một quan chức bình thường trong lĩnh vực dân sự, Bộ Quốc phòng phải tuyệt đối cởi mở với những đổi mới, giới thiệu những ý tưởng tiên tiến nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng cạnh tranh về kinh tế. Theo BBC của Anh, Ukraine đã phải chiến đấu với tình trạng tham nhũng tràn lan kể từ năm 1991 và các quan chức chính phủ nhận định rằng cuộc đấu tranh với tệ nạn này là chìa khóa để giành chiến thắng trong xung đột với Nga. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI xếp Ukraine ở mức cao nhất trong chỉ số cảm nhận tham nhũng kể từ năm 2006 Hiện Ukraine hạ xuống vị trí thứ 104 trong 180 quốc gia thuộc bảng xếp hạng. Ông Andriy Borovik, giám đốc điều hành của tổ chức Minh bạch quốc tế Ukraine, đánh giá với đài BBC của anh. Hầu hết các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đang cho kết quả khá tốt. Theo ông, một trong những ví dụ là vụ bắt giữ nhân vật đứng đầu tòa án tối cao, Vsevolod Knizayev, với tội danh hối lộ vào tháng 5 năm 2023. Ngoài ra còn có các vụ bắt giữ nhân vật cấp cao khác bao gồm bộ trưởng nông nghiệp Mykola Shosky và sĩ quan của cơ quan an ninh Ukraine SBU Artem Shilo, cả ba đều phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã được tại ngoại. Các cuộc điều tra đang diễn ra. Cột mốc quan trọng xuất hiện vào năm 2015 khi một nền tảng kỹ thuật số có tên Prozorro giúp giảm thiểu tham nhũng trong mua sắm của chính phủ, tiết kiệm cho Ukraine gần 6 tỷ đô la Mỹ tiền công chỉ trong 4 năm. Ông Borovik cho biết. Nhiệm vụ của Ukraine hiện nay là tập trung vào việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng trong dịch vụ thuế và hải quan, cũng như cải thiện giám sát tài chính. Ông bổ sung, phương Tây rót rất nhiều tiền vào Ukraine và tất nhiên họ tự hỏi liệu Kiev có kiểm soát phù hợp đối với số tiền này hay không. Trong những năm gần đây, tham nhũng đã cản trở dòng viện trợ nước ngoài đến Ukraine. Ông Donald Trump trong thời gian giữ chức Tổng thống Mỹ từng viện dẫn lo ngại về tham nhũng khi chỉ hoãn viện trợ cho Ukraine. Tham nhũng cũng là trở ngại lớn cho việc tuyển mộ thêm nam giới tòng quân năm 2023. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải tất cả các quan chức khu vực phụ trách chế độ quân dịch vì lo ngại hối lộ. Hàng nghìn người Ukraine đã hối lộ để rời khỏi đất nước, tránh phải trực tiếp tham gia xung đột. Ông Dmytro Kamikov, người đứng đầu bộ phận chính sách chống tham nhũng tại cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraine, đánh giá hối lộ gần như đã bị xóa bỏ ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ví dụ như các dịch vụ cấp hộ chiếu, giấy phép. Tuy nhiên, ông Kamikov thừa nhận rằng chính phủ chưa đạt được nhiều thành công trong xóa bỏ tham nhũng tài nguyên thiên nhiên như khai thác mỏ, lâm nghiệp, quản lý độc quyền và trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Các nhà vận động đồng ý rằng chính phủ Ukraine đã tích cực hơn nhiều trong việc chống tham nhũng. Các chuyên gia cho rằng chính phủ Ukraine cần quyết liệt hơn nữa trong chống tham nhũng. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời gian xảy ra chiến sự. Ông Nikolov đánh giá, do đó chống tham nhũng là vấn đề sống còn.